Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo chủ chốt các ban bộ ngành Trung ương và toàn bộ 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước. Sau đây, Truyền hình Nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đơn vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến chống giặc nội xâm, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng. Sự có mặt đông đủ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban bộ ngành Trung ương và toàn bộ 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước, nhiều tỉnh thành phố kết nối xuống đến tận cấp xã, huyện đã thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng ta trong việc kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về vấn đề này, cũng như nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của các khóa 11, 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và cảm ơn các đồng chí đã tham dự hội nghị đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc, mang đến cho hội nghị một tinh thần phấn chấn, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao. Tôi cũng xin gửi đến các vị đại biểu và các đồng chí có mặt ở các điểm cầu lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, hội nghị của chúng ta đã nghe tóm tắt báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và ý kiến phát biểu của một số đại biểu. Tất cả các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung của báo cáo, đồng thời bổ sung, phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề, nêu thêm một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó, đề xuất kiến nghị nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Để kết thúc hội nghị, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và làm rõ nhấn mạnh thêm một số vấn đề để chúng ta cùng thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới. Tôi xin nói hai vấn đề thôi. Một là nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022. Và thứ hai là phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới về vấn đề này.
nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022 với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí trực thuộc Bộ Chính trị. Đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và thực sự đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược được, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương mới tiến hành gần đây, tuyệt đại đa số ý kiến của nhân dân ta, tức là 94-95%, bày tỏ sự tin tưởng vào cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, khiến cho mọi sự xuyên tạc chống phá của các thế lực xấu thù địch đều trở nên trơ trẽn, nực cười. Đó là thành công lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian qua. Thưa các đồng chí, nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị đến nay, nhất là sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng thì sẽ làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm, hay làm chậm sự phát triển của đất nước. Không phải, mà hoàn toàn ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ mọi luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, là phe cánh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng và làm trong sạch đảng bộ máy nhà nước hoàn toàn không phải như vậy, mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm, và những người không nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và không có kinh nghiệm thôi. Qua tổng kết, chúng ta có thể khẳng định rằng chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta lại được thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và có hiệu quả như 10 năm qua. Để lại những dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Vậy một câu hỏi đặt ra là vì sao lại có được những kết quả đó? Thì các đồng chí cũng đã phân tích rồi. Tôi xin nói thêm, nhấn mạnh thôi. Phải nói trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với nhiều quyết sách đúng đắn kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Sự gương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Hai là sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của các cơ quan tham mưu và cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là sự nỗ lực rất cao của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng và các cơ quan tiến hành tố tụng
ở trung ương và địa phương. 3 là sự cộng hưởng của những kết quả tích cực rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. 4 là sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng lòng ủng hộ khích lệ của nhân dân, sự chủ động vào cuộc rất tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ở đây, tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta đã phát huy được vai trò vô cùng quan trọng của nhân dân, như lời căn dặn của Bác Hồ, phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế tồn tại như trong báo cáo đã nêu. Đó là một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh. Việc phát hiện xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp, việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng tiêu cực vẫn là một trong những kẻ thù hung ác, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Chính vì thế, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh làm tốt hơn nữa. Và hội nghị hôm nay cũng phải tạo ra một cái bước chuyển biến mới là vì như vậy. Thưa các đồng chí, từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Tôi xin mạnh dạn thử gợi mở, nêu ra một cách khái quát mấy vấn đề cốt yếu sau đây để các đồng chí cho ý kiến. Một, trước hết cần phải nhận thức thật đầy đủ, thật sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, để từ đó có quyết tâm chính trị cao, biện pháp rất trúng và phải đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng, mà trực tiếp thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, là một cách quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Tham nhũng thường diễn ra trong nội bộ do người có chức có quyền thực hiện, cho nên phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi địa phương mình, liên quan đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, phải có thái độ kiên quyết không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Người được giao chức vụ quyền hạn phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi tự sửa, đồng thời phải tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ quyền hạn. Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế. Quyền lực phải được ràng buộc bởi trách nhiệm. Quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn, bất kể đó là ai. Ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm. Nói phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế là với ý nghĩa như vậy. Này, chúng ta phải quyết tâm cái đó. Nhưng mà cứ nói chỗ khác tham nhũng như chỗ tôi không có. Người khác tham nhũng chứ tôi không tham nhũng, tôi trong sạch lắm. Thì không làm được. Tôi cho đấy là yếu tố rất là quan trọng. Thứ hai, phòng chống tham nhũng là chống giặc nội xâm,
tức là chống những thói hư tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức, tiền tài, của cải, vật chất do người khác, ta thôi thì quà cáp, cho tặng, nhưng mà thực ra là biếu xén hối lộ, phải tỉnh táo chỗ đó, vân vân, với động cơ không trong sáng. Nó thường diễn ra đối với những người có chức, có quyền, vì vậy đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự với một bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm trọng điểm, phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa thật chặt chẽ để không thể tham nhũng, một cơ chế răn đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, và một cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Do vậy, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, không thể chủ quan, nóng vội hay là thỏa mãn, không được né tránh, cầm chừng. Trái lại, phải rất kiên trì, không ngừng, không nghỉ, vừa phải kiên quyết phát hiện xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục quản lý, ngăn ngừa, răn đe, không để xảy ra tham nhũng, vừa phải cảnh giác đấu tranh với những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu, lợi dụng đấu tranh phòng chống tham nhũng để kích động, chia rẽ, chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta. Thứ ba, phải kết hợp thật chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện xử lý là đột phá quan trọng. Để chủ động tích cực phòng ngừa, cần phải tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về kinh tế xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Trong phát hiện xử lý, phải quán triệt nguyên tắc, có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu, xử lý đến đó, xử lý cả hành vi tham nhũng và hành vi dung túng bao che cho tham nhũng. Ai can thiệp ở đây, ai dung túng bao che cũng phải xử lý. Không được cản trở việc chống tham nhũng, nếu có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố điều tra, kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, nhà nước, đoàn thể. Phải tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính của nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự. Kỷ luật của Đảng thực hiện trước, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của nhà nước, của đoàn thể và xử lý hình sự. Việc xử lý phải lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp giữa trừng trị với khoan hồng, đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung. 4. Là phải gắn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của nhân dân, của cơ quan truyền thông, báo chí, của doanh nghiệp, doanh nhân trong phòng chống tham nhũng. Phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân là gốc, phải dựa vào dân, lắng nghe dân,
lắng nghe dư luận để chọn lọc tiếp thu cái đúng, nhưng không đơn giản theo đuôi, chạy theo dư luận. Triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng ra cả khu vực ngoài nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng. Thứ năm, kiểm soát cho được việc thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng phải thực sự là trung tâm chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động, là chỗ dựa vững chắc để các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng thực thi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng phải có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh, phải trung thực, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Kiểm soát quyền lực và thực hành liêm chính trước hết phải được tiến hành có hiệu quả trong các cơ quan này, phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan làm công tác phòng chống tham nhũng. Thứ sáu, các giải pháp phòng chống tham nhũng phải phù hợp với bối cảnh yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam và truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài, đồng thời phải xây dựng được văn hóa công vụ của mỗi cơ quan đơn vị. Văn hóa công vụ sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Trong từng giai đoạn khác nhau, phải xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá, phù hợp với tình hình của đất nước, của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cho có hiệu quả. Nên tôi nói là mạnh dạn nêu lên một số điểm, nên chăng coi đây là kinh nghiệm mà nó mang tính lý luận đấy. Nó nâng tầm lên là chúng ta làm là có bài, có bản, chứ mà gặp chăng hay chớ, hôm nay thích thì làm, vụ này thích thì làm, không thì thôi lờ cho qua. Cái này là cả phẩm chất đạo đức, cả trình độ nghiệp vụ, cả chuyên môn và cả phương pháp. Rất mong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương của chúng ta hướng dẫn cho các ban chỉ đạo phòng chống bên dưới cũng phải theo tinh thần như vậy. Nói lý luận thì nó phải cao xa, nhưng thực tình, đấy là rút ra những bài học từ trong thực tế chúng ta làm trong 10 năm vừa qua. Có phải như vậy không? Tôi nói là cứ nêu lên để các đồng chí cho ý kiến và suy nghĩ chuẩn bị tiếp. Bây giờ về câu hỏi thứ hai, vậy thì phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới là thế nào? Trong thời gian tới, với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định và bổ sung một số định hướng lớn cho công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng tiêu cực. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự. Phải tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự tự giác thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm,
không tham nhũng lãng phí, trước hết trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về kinh tế xã hội, về kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng, kịp thời xử lý, thay thế những cán bộ lãnh đạo quản lý có biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm thật sự liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, các cơ quan tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác này, từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Quán triệt mục tiêu và những định hướng nêu trên, trong những năm tới, chúng ta trước hết là Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng các cấp và các cơ quan nội chính trung ương cũng như địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa những kết quả thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu của 10 năm qua, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Với tinh thần đó, hội nghị của chúng ta đã đồng tình thống nhất cao về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm trong thời gian tới mà báo cáo đã nêu, cũng như ý kiến phát biểu tham luận đầy trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số ý sau đây. Một là phải tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là nhiệm vụ không mới nhưng lại rất quan trọng, bởi vì tuyên truyền giáo dục là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức, đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hóa biến chất. Phải quán triệt, tuyên truyền giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về sự nguy hại của tham nhũng tiêu cực, tạo sự tự giác thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Phải kiên trì giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đức tính liêm khiết, chính trực, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực. Mọi cán bộ, đảng viên phải ghi nhớ sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ rằng Đảng ta là đảng cầm quyền, đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng phải luôn luôn dựa vào dân, lắng nghe dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm và làm cho bằng được. Ngược lại, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Việc gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét phản đối thì phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm. Cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực. Cha ông ta đã dạy rằng thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cậy chi tài,
chữ tài liền với chữ tai một phần. Tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào. Các cụ dạy lâu rồi, thấm những câu, tức là phải gương mẫu, phải giữ gìn, là cán bộ lãnh đạo, là những người cán bộ đầy tớ của dân. Phải tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang. Bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời kiên quyết vạch trần, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng chống tham nhũng tiêu cực để kích động, chia rẽ nội bộ, chống phá đảng nhà nước ta, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu. Hai là tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn đảng, quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng tiêu cực. Đây đòi hỏi thể chế, quy chế, luật pháp. Thể chế nói chung, thể chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng, cùng với chuẩn mực đạo đức trên các lĩnh vực và cơ chế kiểm soát quyền lực là yếu tố cơ bản, nền tảng có tác dụng ngăn chặn từ gốc hành vi tham nhũng tiêu cực. Phải xây dựng các quy chế nội bộ của Đảng, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với các cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của nhóm lợi ích sân sau, tư duy nhiệm kỳ, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, luật pháp, khẩn trương hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực và bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, khuyến khích và bảo vệ cán bộ đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Điểm thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng vặt, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực, về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bởi vì hai mặt này có quan hệ chặt chẽ với nhau, phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Mọi cán bộ đảng viên vi phạm đều phải bị xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai, bất kể đó là ai. Phải đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế đã khởi tố,
theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân tổ chức nào, tạo chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt hơn nữa trong việc phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án. Khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng kinh tế. 4. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ mới. Cùng với nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, thể chế công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị tha hóa. Vì vậy, phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các biện pháp bảo đảm để công dân thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò giám sát việc thực thi quyền lực thông qua công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán của nhà nước, giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, của cơ quan tư pháp, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của nhân dân và xã hội. 5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, trước hết là các ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính từ trung ương đến địa phương. Xây dựng hoàn thiện các quy chế quy định để ngăn ngừa có hiệu quả sự tác động tiêu cực không lành mạnh vào hoạt động của các cơ quan này. Đặc biệt, phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính trong sạch, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức cá nhân, bất cứ sự cám dỗ mua chuộc nào của những kẻ phạm tội, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nỗ lực phấn đấu toàn tâm toàn ý với công việc. Tôi đã nhiều lần nói rồi, phải phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thưa các đồng chí, từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Tham nhũng tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng ta, nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của nhân dân. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần từng bước làm chuyển biến tình hình thực sự có hiệu quả rõ ràng, cụ thể. Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Mong tất cả các đồng chí, những cán bộ rường cột của Đảng và Nhà nước, những bao công của thời đại ngày nay, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí,
trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa, hiện thực hóa các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, phù hợp với tình hình đặc điểm của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần đắc lực vào việc củng cố xây dựng Đảng ta, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống, được nhân dân tin yêu, mến phục, lãnh đạo và tổ chức thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta. Thưa các đồng chí, cuối cùng tôi có một đôi điều tâm sự riêng với các đồng chí. Chẳng mấy khi được dự một hội nghị có quy mô lớn với nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt như thế này, lại được gặp mặt thân mật và trang trọng với hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các cấp, từ trung ương đến cơ sở trong cả nước. Tôi rất vinh dự, xúc động và muốn giải bày một đôi điều có tính chất tâm sự, tâm tình thêm bằng cách nhắc lại câu nói đầy ấn tượng và rất sâu sắc của nhân vật Pavel Korsagin, nhân vật chính trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy của nhà văn nổi tiếng Liên Xô Nikolai Ostrovsky, một cuốn sách gối đầu giường của lớp thanh niên cỡ tuổi như chúng tôi những năm 59-60. Tôi nói đại ý thôi, đại thể là thế này. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Để khỏi hổ thẹn về những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, sự vẻ vang của giống nòi và vì hạnh phúc của nhân dân. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí.